Dữ chưa? Nó bây giờ cái nó có màu sắc. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp rồi. Nó quay gần cái nó có màu sắc. Bữa nào nãy mấy cái tấm đó thì tôi giống như là chèo thuyền vậy ta. Trời ơi nó nặng quá. Giống như cô gái là chèo thuyền trên sông Hương. Nó nặng quá phải chèo thôi. Rồi bây giờ phải đậy nắp lại cho cái hơi nó ra đó, nó thấm vô.